Thì khi mà cậu nhỏ của cậu ta được đưa vào thì em lại có cái cảm giác là miên man sung sướng. Khi đó thì em chỉ là cô bé cấp 3 thôi, ngây thơ chẳng biết suy nghĩ, chẳng chẳng suy nghĩ gì. Thì ngày ấy thì em được một cậu học cùng trường công khai tỏ tình. Thực ra lúc ấy thì cũng rất là vui, thích thú khi được một người gọi là một chàng trai thuộc diện hot boy theo đuổi ạ. Em cũng đã trải qua những cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, rồi thực ra là nó so với cả những cái gọi là cái lứa tuổi bây giờ thì đối với em lúc đấy là tất cả những cái cung bậc đấy thì vô cùng tuyệt vời. Mọi thứ thì diễn ra quá nhanh, vượt qua trí tưởng tượng của em ấy. Hôm đó thì là sinh nhật của một bạn cùng lớp, và sau bữa ăn sinh nhật thì bạn ý có rủ em đi uống cà phê phim. Thì lúc đó thì em cũng mới biết cà phê phim là gì ấy. Thì có những cái gọi là có người ta sẽ thiết kế những căn phòng rộng để cho 5 đến 10 người vào như kiểu là một cái rạp phim thu nhỏ. Còn có những cái phòng thiết kế chỉ có 2 người để tạo sự riêng tư cho các cặp đôi. Thì bọn em chắc chắn là sẽ chọn phòng nhỏ và gọi nước uống. Em cũng hơi sợ sợ chứ. Cũng hơi rụt rè, cũng không, cứ trong đầu cũng đang rất là hoang mang, không biết được là vào trong đấy thì mình sẽ nói chuyện gì, hay vào trong đấy thì cũng, nhưng mà đúng thật là lúc ấy còn rất là trẻ con, cũng không nghĩ là cậu ta sẽ gọi là mạnh dạn, và cũng chỉ như những lần lần là gặp riêng nhau ngồi uống cà phê hay là ngồi uống nước mía, chỉ gọi là cầm tay rồi cùng lắm là hôn hít nọ kia. Thì bộ phim vừa bắt đầu được một lúc thì cậu ấy bắt đầu ôm rồi hôn, và bắt đầu có những hành động vượt xa cái giới hạn mà bọn em đã từng có. Trong cái trạng thái lâng lâng kích thích thì em vẫn vẫn tự ý thức được mình là nên dừng lại. Dạ có sợ chứ ạ. Xong cậu ấy có chút mạnh bạo và có phần nóng nảy. Lúc ấy thì em bắt đầu sợ, rất là sợ. Chiếc cúc áo của em là bắt đầu là bị xé tung ra, bị cậu ấy xé tung ra. Lần lần xuống và thò tay tuột quần của em xuống. Sau đó thì thay vì là, nhưng mà em không hiểu tại sao ấy, thì là thay vì cái cảm giác tuyệt vọng, thì khi mà cậu nhỏ của cậu ta được đưa vào thì em lại có cái cảm giác là miên man sung sướng. Em thực sự em cũng không hiểu được là cái lý do tại sao lúc em lại có cái cảm giác như thế. Nhưng mà em cũng đã được nghe rất là nhiều bạn bè, thậm chí là con em họ của em đã, nó đã biết quan hệ từ hồi cấp 2 rồi. Thì nó kể với em thì là lần đầu tiên sẽ rất là đau và rát. Nhưng mà em lại không có cái cảm giác đấy. Em vẫn ú ớ rồi la hét là rất là sợ, nhưng mà trong đó vẫn là cái cảm giác, em phải hiểu là cái cảm giác mà tê tê rụng rời rất là khó tả ấy. Và em cũng biết là cậu bạn em thì chẳng cần quan tâm gì, chỉ gọi là chỉ im lặng hùng hục vì thỏa mãn thôi. Và lúc đấy thì em và cậu bạn đã làm chuyện đấy ngay trong cái phòng nhỏ khóa trái cửa, mà lúc đấy thì trên tivi vẫn chiếu bộ phim Hai Đứa Cùng Chọn. Cái lúc sau khi quan hệ thì em cảm giác là nó hơi hụt hẫng. Và lúc bắt đầu đi về thì bắt đầu đi về thì em bắt đầu về đến nhà thì em chạy nhanh như một cơn gió lên trên phòng, tại vì lúc đấy là quần áo của em đã bị xé toang hết ra rồi, và mặc trên người em là áo của cậu ấy. Về đến nhà thì bắt đầu em cảm giác là rất là sợ, rất là
hụt hẫng, không dám nói với ai cả, xong rồi xin bố mẹ chuyển trường. Cái cảm giác rất là, lúc ấy chỉ biết là rất là căm thù con trai, căm thù. Thì em xin bố mẹ chuyển trường. Thì cái thời gian đấy thì lúc đầu sau cái buổi hôm đấy, ngay tối hôm đấy thì cậu ta về cũng vẫn nhắn tin cho em như bình thường. Và có, em cảm giác là cậu ta rất là thích thú vì biết em vẫn còn là con gái, vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện, vẫn còn rủ đi, còn mà em lúc nào cũng trốn tránh, còn rủ đi nhà nghỉ. Rồi có những lúc cậu ta còn bệnh hoạn còn chụp ảnh cái đấy của cậu ta để vừa gửi cho em, với mang cái tính chất là rất là kích dục, khiêu khích. Và một thời gian lâu sau thì em có yêu một người nữa, và cũng một thời gian rất lâu sau bọn em bắt đầu mới nảy sinh cái quan hệ. Vâng, và đấy là cái lần đầu tiên của em.